Hello các bạn đã trở lại với channel của mình. Bọn mình là Hương đây. Thì ít bữa trước mình có mua trên mạng gì mấy con cá các bạn. Thì một tuần trước thì nó có đẻ được một mày 17 con. Thì nó là mày của con Red gì đấy. Về hôm qua mới đẻ thêm 3 con nữa. Ok, bây giờ mình cho các bạn coi cái bầy cá một tuần tuổi của mình nha. Và lại một cá mới đẻ hôm qua. Thì mình coi ở trên mạng ấy thì mình thấy người ta nuôi cá bằng Actimia, tắt mày cho nghe. Người ta nuôi cá bằng Actimia và mình không biết bán ở đâu các bạn ơi. Thì mấy con cá mình mua đa số mua trên mạng gì. Cậu cá Actimia đó mình ra cho bán cá thì người ta không có, đa số chỗ bán cá của mình thì người ta bán mấy con cá như thế này thôi. Đấy, người ta cho bán cá vậy như cá tạp ấy. Chứ người ta không có bán mấy cái kiểu cá gì, cái coi là cái full red, full gold, gold gì đó. Muốn mua cá đó là đi xe đó các bạn, mình làm biến. Và đây là cái bầy cá red bữa hôm qua nó mới đẻ đó các bạn. Thì cái size của nó chỉ bằng cái tâm thôi. Nó cái tâm nữa. Còn bên đây là bầy cá 7 ngày tuổi sao rồi, 1 tuần tuổi. Thì nó đẻ từ bữa 9 tháng 4. Bây giờ là 15 tháng 4 rồi. Ừ, tầm tuần ấy. Mà mình thấy nó khá là gọi là hình như nó bị nó khá chậm phát triển, bởi vì mình cho nó ăn cám các bạn, mình không cho ăn Actimia. Và mình cứ coi trên mạng thì mình thấy người ta có show cái cá một tháng tuổi từ mẹ cho ăn full Actimia từ đầu đến cuối ấy. Thì căn bản của nó thì cái đó thì không biết mua ở đâu, mua trên mạng gì thì mình cũng không có an tâm mấy cái đồ ăn đó chắc gì người ta đã bán hàng thiệt các bạn. Áp Actimia thì cũng được, mình có giao oxy ở đây chứ phải không, có nhưng mà có nhiều cái nghi nhân đó các bạn ơi. Ok, và đây là cái bầy cá một tuần tuổi của mình. Và đây là cái này gọi là cái gì đây, cái này là gọi là cái bảy màu coi loại màu trắng và nó không có tay bơi. Đây là cái màu coi thường và có một con cá bảy màu coi màu đen, nhưng mà hiện tại nó chưa có đẻ, đang nhốt ở trong cái này nữa các bạn. Cái này là cái giọt, cái này là cái giọt để về dạng như anh em biết mấy cái giọt trộn bún, trộn bánh canh được không đó, mình lấy bỏ nó đó. Còn mấy cái thau này là mấy cái thau làm đồ của bé nè, không lấy đây mình lấy luôn. Ôi, đây là cái bài cái coi các bạn, nó khá là nhỏ các bạn chứ không thấy rõ đâu. Để mình sẽ nuôi một thời gian bằng cám các bạn. Cám thì mình có dùng cái máy xay của mẹ mình trộn lên, gọi là cái đó là cái máy xay sinh tố hay máy xay gì đấy, như lấy mình trộn lên. Nói chung là mình phé của mẹ mình nhiều thứ lắm, nhưng mà không có phé của các bạn, mình chỉ phé đồ thôi. Trong đây nó có một con cá bị tật. Ừ, ở đây con cá bị tật. Vậy các bạn khi mà cho cá đĩa ấy, các bạn nhớ bắt nó ra ngoài nha. Đậu xanh bữa ở trong cái giọt này nè các bạn. Cá mẹ nhảy ra ngoài, biết nó có ăn con của nó không à. Mình đếm còn lại có 13 con thôi. Đấy, mình mới vừa dỡ cái giọt lên, cái con cá bữa đó mình nhốt hai con cá mập chung với nhau luôn, hai con cá bụng bự chung. Mình mới lại dỡ cái giọt con cá lò rớt ra được cái con cá con chạy như dịch. Ôi ơi là trời, muốn đớp nào đớp à. Nói chung là cái dòng cá này nó ăn cá con nhiều lắm các bạn ơi. Mình mới sợ hổ xíu mình nó bay vô nó táp mấy con cá con, mình phải dớt ra hết. Đó, còn mấy cái cục trứng mà dạng như là nó chưa có phát triển ấy, thì mấy con cá nó cũng không the đâu các bạn ơi, nó ăn hết luôn. Ảo me lắm. Nên các bạn khi về tách cá đĩa thì các bạn nhớ tách đĩa nó nha, tách một con một chỗ thôi, đừng có bỏ chung lỡ mà nó nhảy ra qua một cái nó ăn sạch cái con luôn rồi, đá ra máu luôn các bạn đó. Nên như lại hồi bữa mình thay nước cá thì nó cũng sốc chết. Đó là lỗi của mình. Bây giờ mình chuẩn bị sẵn một cái thùng, một cái son nước bự lắm, cái son nó cũng có mẹ mình luôn, cái son nó ở đây nè đó, các bạn thấy cái son đó không, nó đó. Cái xong đó là mình chứa nó nhiều nước lắm, mỗi lần mình ấy mình hút cặn thì mình châm nước mới vô. Ít lắm. Hôm bữa có gì không biết đem hết trước máy chế vô xong bỏ cái vô chết mẹ đó, chết đóng luôn. Bây giờ mình khôn rồi các bạn, nên giờ nó hết chết rồi. Lại cái vụ nhảy ra hoài đó, hôm bữa cũng có vụ nhảy ra hoài, nhảy chết mấy con á. Nói chung là mình nuôi cá thì mình phải có trải qua những cái gọi là cái vấp ngã thì mình mới gọi là trưởng thành được các bạn, nó kinh nghiệm chứ quên trưởng thành. Mình đã có kinh nghiệm lận mà mình dạng như mình mới mua gì thì mình không hiểu ấy, mình có thể, nhưng mà bây giờ mình cảm thấy YouTube hay là Google rất là gọi là
dễ để mình tiếp thu những cái kinh nghiệm cho nó. Ví dụ như bạn mới mua cái gì thì bạn cần ngâm cái vô nước chẳng hạn, hoặc là làm một cái gì đó. Thì đối với những bạn chơi cái lâu năm thì mấy cái chuyện này là chuyện bình thường, nhưng đối với một người mình mới chơi á, ví dụ như mình là mấy cái bạn mới chơi ấy, mới mua cái thì chắc chắn luôn mà sẽ bỏ nước trong cái hũ như thế này, rồi các bạn dùng cái vô cỡ mẹ nó sống chết kệ nó, đúng không? Sai rồi các bạn ơi, chết là chết rồi. Thì chơi giờ nhỏ mà tôi mua cái thì tụi em là chết miết, không biết lý do tại sao sao mày lớn lên mình mở YouTube mà mình coi mình cũng gặp được mấy cái trên YouTube rồi à, nên mình cũng gọi là có kinh nghiệm mà các bạn ơi, nuôi cá đỡ chết. Ok, về sau này khi cá mình chừng nào nó lên màu mình sẽ tính cái ngày nha các bạn. Trong cái điện thoại mình nó có một cái điều hay là khi mình quay lại cái lúc mà cá đẻ là lúc đó nó sẽ ghi cái ngày mình quay luôn, nên mình mới nhớ được ngày nào chứ mình cũng không nhớ đâu. Đó, đây là một tuần tuổi đó, nhìn nó khá là nhỏ, hiện tại nó vẫn chưa lên màu nó biết gì hết. Nói chung là nó vẫn là một con cá con, nó bự hơn ở đây được chút, bự hơn đây được chút. Ok, nếu mà mình có đi Artemis thì nó đã khác rồi, không có Artemis thì nó bé thì cũng chả sao. Ok, bye các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sắp tới. Tạm biệt các bạn.